Alo, alo. Vâng, chúng ta cùng đến với những trận thi đấu trong vòng 1-3-2. Đây là cặp đối đầu giữa Hồng Anh và No 1. Hai game thủ đến từ Game TV. Vâng, anh em người nhà đang sát phạt lẫn nhau. Ngay từ lúc đầu thì Hồng Anh đã nói với No 1 rằng anh lấy 5 triệu, em lấy 10 triệu giải nhì và giải ba. Nhưng bây giờ thì anh em đã gặp nhau ngay vòng 1-3-2. Và bắt buộc phải đấu máu chảy đầu rơi, một mất một còn. Đây là những vòng loại trực tiếp, chính vì thế mà sẽ không có chỗ cho kẻ thua cuộc. Ở vòng 1-3-2 chúng ta đánh chạm 3. Và không biết rằng tỷ số là bao nhiêu rồi. Đây có vẻ như không phải là trận đầu tiên giữa Hồng Anh và No 1. Màn hình máy của Hồng Anh, em cầm Glex hơi đen. Nhà khá khung, nhưng vấn đề là không có đồ ăn. Đây rồi, một voi dành cho game thủ của anh. Đôi voi, câu về ngay. Đã nhìn thấy bãi quả phụ luôn. Vâng, tuyệt vời. Nhưng bãi quả phụ này hơi cứng một chút, không đơn giản để cho Hồng Anh có thể ăn một cách yên ấm. Một hit dành cho em, không sao. Nhưng quan trọng là Glex thì không biết là đối đầu với No 1 anh cầm quân gì đây. Hy vọng là Max C. Vâng, Glex đối đầu với Max C là ngon. Chứ còn ngoài ra Glex gặp quân nào cũng là một kéo khó. Gặp Kata cũng khó, khi mà Kata cũng ai một áo. Chơi bài phù kẹp cũng ai một áo thì Glex cũng không có cửa. Còn nếu như đối đầu với Cho Son thì càng không có cửa. Đối đầu với Max C, vâng chỉ có Max C là không có phù thủy thôi. 16/20. Có thể đối đầu với Persian. Một bài Per lên đời không sớm thì Glex cũng là cửa trên. Hết. Nhưng mà nói là để cho Persian không lên sớm thì cũng thực sự là khó. Mười tám trên 20. Em đã thiết kế chiếc S ở vị thời điểm khá sớm. Bây giờ thì đóng E. Không chậm dần trong tình huống này. Rất may mắn. Hai mươi mốt trên 24. Đóng một cái G. Vâng, đây một bầy hiếu 5 thì ăn được không? Bầy hiếu thực ra là một bầy hiếu 7. Nhưng với những cái thao tác nuột nào của mình thì Hồng Anh đã cố gắng đưa được hai con về với chiếc S. Làm gì? Đóng một cái G ở một vị trí có thể nói là cực kỳ quả bí. Và tình thế bắt buộc thì chúng ta vẫn cứ phải đớp thôi. Vâng, chấp nhận gãy răng để có thể ăn được bãi quả này. Vâng, trở lại với màn hình máy của game thủ Hồng Anh. 24/28. Đã ngừng xin dân chưa? Vâng, các admin, chính xác là các vâng, những người đại diện ban tổ chức đã quyết định rằng chúng ta trong ngày thi đấu hôm nay chúng ta sẽ thi đấu hết vòng 1-3-2. Tức là những ai vượt qua vòng bảng thì sẽ đánh luôn vòng 1-3-2. Kết thúc ngày thi đấu hôm nay. Chủ nhật tuần sau sẽ là những trận thi đấu trong vòng 1-16. Vâng, tứ kết, bán kết và chung kết luôn. Vâng, không biết rằng chung kết chúng ta sẽ đánh ở đâu. Có lẽ là sẽ đánh ở nhà văn hóa. Vâng, nhà văn hóa. Hội trường của nhà của Đại học Văn hóa. Chính xác là như vậy. 24/28. Bắt đầu chuẩn bị lên đời. Đây là BL của vâng, BL của game thủ Hồng Anh. Cạnh đấy là BM luôn. Một trận đấu kích đời khá sớm của em. Cho dù đồ ăn cũng không phải là quá nhiều. Vâng, đối thủ của em lên đời thậm chí chỉ muộn hơn em một chút. 10 phút 35 giây với 24 nông dân Glex. Nâng cấp chặt gỗ luôn. Khá chơi bời. Không biết rằng Chopper Maker tức là một người cầm quân gì. Thank you.
25 trên 28 liên tiếp đóng ruộng để có lực. Một trận đấu nhà cực khung và kín của game thủ Hồng Anh. Hy vọng rằng N1 không phải là cầm một cái quân gì đấy quá tuyệt. Đây là cơ sở làm ăn của N1, chưa bao bế, N1 cũng bánh xe. Như vậy không phải là Maxe. Nhà này là Catharian, Roman, Pan hoặc Catharian, Pan, Roman hoặc một quân gì đấy nữa. Catharian, Pan, Roman hoặc Maxe, nhưng mà Maxe cũng phải rồi. Như vậy là như vậy là Roman. Tất nhiên rằng Roman là quân cửa trên so với GX, nhưng mà GX vâng, châu phù rất khó đối với Roman. Châu phù là rất khó đối với Roman. Vâng, con ngựa trẻ em đổi màu và nó nằm xuống ngay. Rất hay, cực kỳ quách tỉnh tới từ pha xử lý của game thủ N1. Không vớ vẩn một chút nào cả. Bây giờ thì Hồng Anh là vâng dâng y. Dâng y rồi. Nhưng vấn đề là N1 đã phủ rất nhiều phù thủy, không dâng y được trong tình huống này. À vâng, một ngày hú nhọ thì sao. Vâng, một pha hú nhọ. Vâng, hú nhọ rồi. Quá đen rồi cho N1. Một tình huống chết độ trục phù. Hú một con chém. Vâng, đổi 10 hú lấy một con chém. Hơi đen. Thậm chí tôi phải dùng từ rất đen trong tình huống này. Đúng là không có nhọ nào bằng cái nhọ này. 10 con phù thủy mà hú được đúng con chém. Bây giờ thì có cả sọc đơn. Nhưng một mặc dù nó một hú hơi nhọ nhưng anh vẫn đánh khá tự tin. Bây giờ thì những con sọc đơn thì đứng trước để bắt phù thủy. Vâng, để chém phù thủy. Những sọc đấy sẽ là những tình huống lao vào phú hú. Vâng, ở đây thì không lấy gì mà chống phù thủy được cả. Hồng Anh đang biến những điều không thể đánh có thể. Đó là một bài đập dân. Vâng, đập dân gặp ngay ngựa chém hơi đen. Hú được con chém thành công. Con chém của Hồng Anh cũng đã đổi màu. Tiếp tục đập dân. Vâng, lao thẳng vào trong xào huyệt của địch. Đập thẳng vào trụ sở chính. Hú xuống này. Vâng, liên tục hú đến từ game thủ. Nhưng Hồng Anh cũng đang những pha đập dân rất tốt. Nhưng N1 cũng chết. N1 đang chơi rất tốt nhưng có vẻ như anh đánh cũng không hề tồi. Vâng, đang đập dân rất hay. Tiếp tục đập dân. Công được vào ruộng chính rồi. Con nông dân này đập gần chết lão phù thủy. Một thằng thanh niên trai tráng cầm gậy đập chết, đập vỡ đầu một cụ già. Và đã thành công, án mạng đã xảy ra. Bây giờ thì những cụ già sẽ liên tiếp nở ra. Nhưng đã bị ốp phù. Vâng, N1 chính thức bị ốp phù trong tờ này. Hồng Anh đang đánh rất tốt. Và liệu rằng có một chiến thắng dành cho em hay không. Những nhà phù thủy đều đang bị ốp bởi những con y. Thậm chí là những bãi vàng của N1 cũng đã không đào được nữa. Vâng, một tình huống hú rất đỏ của game thủ N1. Đây vẫn còn một bãi vàng của game thủ N1. Vâng, cho dù trận này thắng hay thua thì N1 cũng đang... Thì game thủ Hồng Anh cũng đã thể hiện được rất tốt bản lĩnh của mình trong một trận cầm quân cửa dưới hoàn toàn. Và một bài mà N1 đánh chuẩn như Lê Duẩn.
không thể tuyệt vời, không thể chuẩn hơn được nữa rồi. Đối đầu với Gordic và anh chơi rất châu phủ, nhưng trong một ngày mù đen thì No 1 đã không thành công. 33-44 là tầm lai của game thủ Hồng Anh. Em đang cố gắng chọc hết tất cả nhà phù mà game thủ No 1 đang có. Bây giờ xin con ngựa chém ra, vâng, xin ngựa chém cũng như là xin ngựa giò ra để tìm những cơ sở ăn vàng của đối phương. Bây giờ thì không cần biết họ ăn thịt ở đâu, đóng ruộng ở đâu, chỉ cần đúng một điều quan tâm là họ ăn vàng ở đâu rồi. Để biết được No 1 ăn vàng ở đâu thì này chẳng bằng liên tiếp. Được đến từ game thủ No 1 sẽ quay trở lại. Vâng, một bài hồi mã thương. Có thành công hay không? Không thể nào phá được hai nhà phù thủy này đến từ game thủ No 1, rất nhiều phù thủy. No 1 đã về nhà và đã làm ăn lại ở bãi vàng này, tôi cam đoan là như vậy. Thì số lượng phù thủy mới ra mới đều là như thế. Nếu không thì tôi nghĩ rằng chứ nếu như mà anh ấy đi ăn không ăn bãi vàng ở nhà thì còn lâu mới có nhiều phù thủy như vậy được. Bây giờ thì sẽ là một bài đâm y đảo chiều đến từ game thủ No 1. Tiếp tục là con y tiếp theo. Vâng, con y đấy không đổi màu nhưng nó đã phải nằm xuống. Thời điểm nó bị đè rất mạnh rồi. Chúng ta cùng chờ đợi một ít phút chảy cối của game thủ Hồng Anh để đến với trận thi đấu tiếp theo.
Vâng, những con đi đổi màu cái là lập tức sẽ được những nụ đen ngay. Quýt rồi. Tỷ số là bao nhiêu đây?